voi phun thuốc, phun phân, phun nó giống luôn, phun thuốc được luôn ta ơi. Đổ nước vô là phun thuốc luôn, máy cũng nhẹ khởi động. Electrolyte MD6020TS xà băng. Có đề luôn nè con. Để lắp ráp cái càng mạnh lắm, tốc độ 2 thị mà 5000 mấy vòng á. 2 thị máy càng nhỏ tốc độ càng cao. Đủ bộ của Nhật luôn nè con. Electrolyte nè, phun thuốc, phun vô, phun núi giống, thổi lá là ok. Cái này thổi lá cũng dữ lắm đấy. Đó, cái giường mà cao su hay giường gì mà không cần làm lụm lá là thổi nó bay hết, thổi gom lá lại. Cái gãy điều á, thường thường mới dùng ở ngoài Đồng Nai hay là Bình Phước hay xài này để thổi lá điều nè, với ba cái lá cao su rồi đó, thổi cho sạch để khỏi tạo độ ẩm. Độ ẩm nguy hiểm mà con, tạo độ ẩm dễ cháy lắm, phải thổi lá cho sạch luôn. Ủa làm gì đó không? Nó còn thiếu gì không ta? Nó còn cái khớp ấy nữa, cái khớp mềm á. Còn khớp mềm đây. Khớp ống thun nha mềm á, cái trắng. Còn hơi lửa nông vô luôn cũng được. Hơi lửa nông vô đây luôn nè. Nó có cái rảnh nè, nó nằm đây nó chịu không? Cái ốp đã không? Ừ. Phải không? Mình để vô cũng được. Hơi là hơi ở ngoài, cho nó ốp vô ngoài á mới có đường kẹp lại, bên trong nó vuột. Phải cho nó bọc lại chứ, làm gì đâu có xài cái dòng kia được. Nó còn thiếu mà. Nếu nó có tay trên cầm á, nước ngập chỗ mà luôn.